Ngày 17 tháng 3, Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, 37 tuổi, quê Nam Định, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Dũng là tài xế xe bán tải bỏ chạy lực lượng chức năng tại phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, đâm nhiều phương tiện khác và bị chặn trên vành đai 3 hôm 15 tháng 3. Tại trụ sở công an, Dũng khai vào chiều ngày 15 tháng 3, anh ta chở người bạn đi gửi con tại phố Trương Định. Đây cũng là lý do mà Dũng dừng đỗ ô tô trước số 93 Trương Định. Khi bị lực lượng công an phường xử lý về hành vi dừng đỗ xe không đúng quy định, Dũng xin được xử lý tại chỗ nhưng không được chấp nhận. Lúc đó tôi không mang giấy tờ xe nên nảy sinh ý định bỏ trốn, Dũng nói và giải thích giấy tờ ô tô của anh ta đang bị một số người bạn giữ để làm tin cho khoản vay nợ. Tôi sợ công an phường kiểm tra thì thu giữ xe, không có phương tiện đi làm, Dũng khai, đồng thời cho biết chiếc bán tải là chính chủ của anh ta. Khi bỏ chạy, Dũng không nhớ là bản thân đã va quệt tông vào những phương tiện nào. Tuy nhiên, anh ta cho biết bản thân bị truy đuổi, bị mọi người hô hào là cướp, trộm, thậm chí bị một số người ném đá và gạch vào xe nên Dũng sợ. Lúc đấy tôi hoảng loạn tinh thần nên cứ thế đường vắng thì tôi phi và tôi chạy. Tôi sợ khi dừng lại ở giữa đám đông như vậy thì cũng nguy hiểm cho tính mạng của mình. Tôi không cố tình đâm vào ai cả. Đến ngã tư hay ngã ba, tôi vẫn bấm còi để người ta tránh, Dũng khai nhận. Chạy đến vành đai 3, Dũng cho biết vì đường lúc đó đông và tắc nên không thể chạy được tiếp. Khi đó, một số người đập kính lao vào đánh tôi, nhưng may là cũng có một số người can và công an đến kịp thời, tài xế bán tải nói. Và kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy, Dũng nói anh ta sử dụng kẹo từ khoảng 4 tới 5 ngày trước. Tại trụ sở công an, tài xế này bộc bạch bản thân đã nhận thức được hành vi, ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo. Theo Công an Hà Nội, vào chiều ngày 15 tháng 3, Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Trương Định làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường. Đến 14 giờ 10 phút cùng ngày, Tổ công tác phát hiện chiếc Ford Ranger màu cam đỗ sai quy định nên kiểm tra. Lúc này, Lê Tiến Dũng đi từ bên phía đường đối diện sang và nhận là chủ xe. Tổ công tác yêu cầu Dũng xuất trình giấy tờ liên quan thì anh này không xuất trình được và xin bỏ qua cho lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn kiên quyết yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Lúc này, Dũng không chấp hành mà lên ô tô nổ máy bỏ chạy. Dũng lùi xe đâm làm hư hỏng phần đầu ô tô của công an phường ở phía sau, rồi lách và tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định, Kim Đồng, Linh Đàm, Nguyễn Xiển, ngã ba Khuất Duy Tiến để lên đường vành đai 3 trên cao là hướng về Pháp Vân. Quá trình bỏ chạy, ô tô của Dũng va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải nhưng không gây thiệt hại về người. Ngoài ra qua rà soát, lực lượng chức năng còn phát hiện ô tô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác. Khi lên vành đai 3, Dũng bị người dân chặn lại. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường, phối hợp với người dân bắt giữ Dũng, đưa về trụ sở để làm việc. Kiểm tra ban đầu xác nhận Dũng dương tính với ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn. Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều ngày 15 tháng 3, Lê Tiến Dũng lái xe bán tải chạy trốn cảnh sát, gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội. Khi dừng được xe của Dũng trên đường vành đai 3 trên cao, nhiều người bức xúc dùng mũ bảo hiểm, vật cứng đập vỡ cửa kính xe để khống chế tài xế đưa ra ngoài. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, việc người dân đập kính ô tô bắt giữ Lê Tiến Dũng là cần thiết và hợp pháp. Luật sư Cường nêu quan điểm, kết quả xác minh bước đầu, hành vi của người lái xe ô tô bán tải là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của các hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và cố ý làm hư hỏng tài sản. Việc người dân chặn bắt người đàn ông này là cần thiết để ngăn chặn hậu quả tai nạn giao thông có thể xảy ra, bảo vệ tính mạng sức khỏe tài sản của người tham gia giao thông. Theo ông Cường, tài xế không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra hành chính khi có hành vi đỗ xe sai quy định, lên xe bỏ chạy và tông vào nhiều xe trên đường, tiếp tục bỏ chạy cho đến khi người dân chặn đường giữ được. Trường hợp không ngăn chặn kịp thời thì tính mạng, sức khỏe, tài sản của những người tham gia giao thông trong khu vực đó có thể bị xâm phạm bởi hành vi mất kiểm soát của Lê Tiến Dũng. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm tài xế dương tính với ma túy. Trong tình trạng mất kiểm soát hành vi do bị tác động bởi chất ma túy, người này hoàn toàn có thể gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời. Luật sư Cường nêu quan điểm, việc người dân đập phá kính, lôi người này xuống xe để cơ quan chức năng bắt giữ là trường hợp bắt người phạm tội quả tang, là trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc là tình thế khẩn cấp, không phải là tội phạm. Pháp luật cho phép công dân được quyền bắt giữ những đối tượng như thế này. Trong quá trình bắt giữ, có thể gây ra thiệt hại hoặc thương tích, nhưng vẫn được loại trừ trách nhiệm hình sự. Hành vi của tài xế bán tải là vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Nghiêm trọng hơn, hành vi có thể được xác định là chống người thi hành công vụ
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên vụ việc này có thể xử lý hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự. Hành vi này cũng có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự bởi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bởi vậy, những người chứng kiến sự việc hoàn toàn có quyền bắt giữ tài xế bán tải để giao nộp cho cơ quan điều tra. Trong quá trình bắt giữ, có thể gây ra thiệt hại về sức khỏe, tài sản của người này khi không còn cách nào khác, thì đó là hành vi hợp pháp. Theo quy định tại Điều 24 Bộ Luật Hình sự là hành vi gây thiệt hại khi bắt giữ người phạm tội. Gây thiệt hại trong trường hợp này để bắt giữ người phạm tội quá tang nên sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, Điều 23 Bộ Luật Hình sự quy định về tình thế cấp thiết cho phép người dân gây ra thiệt hại nhỏ để tránh những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của những người tham gia giao thông. Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nêu quan điểm: một số người dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió để bắt giữ tài xế bán tải là cần thiết, được pháp luật cho phép theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Vì vậy, họ không bị xử lý, không phải bồi thường thiệt hại. Ông Cường phân tích thêm: nếu người điều khiển phương tiện say rượu bia hoặc dùng chất cấm dẫn đến mất khả năng kiểm soát hoặc dễ bị kích động, không kiểm soát được hành vi, thì tính chất nguy hiểm sẽ tăng gấp đôi. Nguồn nguy hiểm cao độ được điều khiển bằng một người nguy hiểm, mất kiểm soát về hành vi. Chiếc xe đó thực sự là hung thần trên xa lộ. Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh, dù tài xế bị thiệt hại về tài sản, về sức khỏe, cũng không có quyền yêu cầu những người bắt giữ lại phải bồi thường, vì pháp luật cho họ được quyền bắt giữ người phạm tội quá tang bằng những hành động như vậy, để tránh có thể gây ra thiệt hại thêm cho những người khác, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của những người khác. Tối 15 tháng 3, liên quan vụ xe bán tải, dù bị xe công an chặn đầu, chặn đuôi nhưng vẫn rồ ga bỏ chạy ở Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội cho biết về diễn biến vụ việc. Theo đó, vào chiều ngày 15 tháng 3 năm 2024, Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường. Đến 14 giờ 10 phút cùng ngày, Tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger màu cam, biển kiểm soát 29C85642 đỗ sai quy định tại trước số 119 Trương Định là nơi cấm dừng đỗ. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại Yên Tân, Ý Yên, Nam Định, đi từ phía bên đường đối diện sang và nhận là chủ xe. Tổ công tác yêu cầu Lê Tiến Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra thì Dũng không xuất trình được và cầm 500.000 đồng đưa cho tổ công tác để xin bỏ qua lỗi vi phạm. Tổ công tác kiên quyết không nhận tiền và yêu cầu Dũng xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Dũng không chấp hành mà lên xe ô tô nổ máy bỏ chạy. Dũng lùi xe đâm vào làm hư hỏng phần đầu xe ô tô của công an phường ở phía sau, rồi lách ra và tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định, Kim Đồng, Linh Đàm, Nguyễn Xiển, ngã ba Khuất Duy Tiến để lên đường vành đai ba trên cao hướng về Pháp Vân. Quá trình bỏ chạy, xe ô tô của Dũng đã va chạm với ba xe máy, một xe tải, không gây thiệt hại về người. Ngoài ra, qua rà soát còn phát hiện xe ô tô của Dũng điều khiển va chạm với hai xe máy khác. Hiện tại, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đang xác minh, làm rõ vụ va chạm này và các vụ va chạm khác nếu có. Khi lên đường vành đai 3, xe ô tô của Dũng bị người dân chặn lại. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường, phối hợp với người dân để bắt giữ đối tượng Dũng đưa về trụ sở làm việc. Kiểm tra ban đầu xác định, Dũng dương tính với ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn. Hành vi vi phạm của Lê Tiến Dũng thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng theo đúng quy định của pháp luật.